Mọi người ăn khá là nhanh các bạn. Mới được có 2 phút thôi mà. Ông Hạc là ăn hết được 4 bát này. Yêu thì bát thứ 7 các bạn nha. Đang ăn mà có điện thoại. Lần sau lưu ý là đang thi là phải tắt điện thoại đi nha. Đấy. Mình từng nhắc rất nhiều các bạn ạ. Hoàng được mời bát nhỉ. 8 bát rồi các bạn, 9 bát. Ông Hạc đang về sau các bạn nha. Ông Hạc thì ăn chậm hơn nhưng mà nếu mà ăn thời gian mà nhiều thì ông sẽ ăn được nhiều hơn các bạn ạ. Ông Hạc là chạy đua đường dài mọi người nhá. Quay trở lại với kênh Thánh An Sơn La của mình nha. Xin chào mọi người nha. Xin chào toàn thể anh chị, cô dì, chú bác cũng như các ông các bà đang theo dõi kênh Thánh An Sơn La của mình nhá. Thì hôm nay mình vẫn tiếp tục cuộc thi ăn bún vò các bạn. Cái này là phở vò các bạn nhá. Với cả bún. Thì bún thì hôm nay thì yêu nói chung là theo yêu cầu của yêu là yêu thích ăn bún hơn các bạn, thì bên phía của yêu sẽ là những bát bún các bạn nhé. Còn từ bên ông Hạc với chú Hoàng trở đi sẽ là những bát phở vò các bạn ạ. Đây. Thì hôm nay mình sẽ làm gần 100 bát phở vò. Bát này là bát ăn cơm mọi người nha. Rồi. Nhưng mà cái bát này thì mình nói chung là bát ăn cơm nhưng mà nó với số lượng rất là nhiều các bạn nha. Thì khả năng thì ăn trong vòng 20 phút thì nói chung căng lắm, mỗi người ăn khoảng tầm 25-30 bát là kịch các bạn ạ. Chắc là tầm đấy. Thì cái này là chỗ này gần 100 bát. Và mình sẽ cho thời gian là 20 phút nha. 20 phút thì khi đến 20 phút mình sẽ dừng thời gian và sẽ đếm xem số lượng bát của mỗi người. Ai ăn được nhiều hơn, người đó giành chiến thắng và sẽ nhận giải thưởng trị giá là 5 triệu đồng nha. Rồi, về thứ hai sẽ là được giải nhì, đó là 2 triệu. Còn về vét thì mình sẽ có phần thưởng trị giá là 1 triệu đồng cho người về vét mọi người nhá. Về vét. Đấy là về sau cuối, về cuối cùng đấy ạ. Rồi, mọi người nghe rõ chưa nhỉ? Rồi, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nhá. 20 rồi. Phút nhá. Rồi, mọi người cùng cổ vũ cho yêu này, chú Hạc và chú Hoàng mọi người nhá. Thời gian 20 phút cho cuộc chiến gần 100 bát phở vò mọi người ạ. Rồi ông Hạc gì là cầm sẵn bát rồi mọi người. Thèm quá rồi mọi người. Dành lắm mọi người ạ. Rồi thơm lắm. Rồi. 100 bát 20 phút. Bắt đầu. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Rồi, điện thoại mình sẽ để ngay trên bàn các bạn. Thật sự với 100 bát thì không phải đơn giản mọi người nha. Hai mươi phút thôi. Thank you.
Mọi người ăn khá là nhanh các bạn. Mới được có 2 phút thôi mà. Ông Hạc là ăn hết được 4 bát này. Điều thì bát thứ 7 các bạn nha. Đang ăn mà có điện thoại. Lần sau lưu ý là đang thi là phải tắt điện thoại đi nha. Đấy. Mình từng nhắc rất nhiều các bạn ạ. Hoàng được mời bát nhỉ. 8 bát rồi các bạn, 9 bát. Ông Hạc đang về sau các bạn nha. Ông Hạc thì ăn chậm hơn nhưng mà nếu mà ăn thời gian mà nhiều thì ông sẽ ăn được nhiều hơn các bạn ạ. Ông Hạc là chạy đua đường dài mọi người nhá. Mình chạy đua đường ngắn à. Rồi, yêu với chú Hoàng rất là nhanh ạ. Mọi người ăn khá là nhanh. Thank you.
Mới chỉ được có 10, gần 12 phút các bạn. Rồi. Để xem mọi người có ăn hết được 3 bát này không các bạn nhé. À, gần 100 bát đấy. Tương đối căng rồi các bạn ạ. Mà mọi người ăn quá nhanh luôn, thật sự. Hôm nay càng ăn càng nhanh các bạn ạ. Lên. Mọi người bắt đầu no rồi các bạn ạ. Thật sự gần hết 100 vát rồi. Đây.
hơi viền phía này của chú Hoàng. Ai mà nó quá rồi thì à, thôi nhá, đừng cố quá nhá. Gần 15 phút các bạn ạ, còn 5 phút nữa thôi. Cố được mấy bát thì cố thôi. Không nên cố quá nhiều. Chú Hoàng nếu no quá thì thôi. Mình muốn mơm các bạn ạ. Khỏe. Khỏe đấy. Là ông ăn ít hơn rồi. Nhưng mà căng quá rồi thôi, chú Hoàng không cố nữa. Nốt. Nốt vào đây. Cố gắng chứ. Nói chung là chú Hoàng cũng ăn nhanh các bạn ạ, thì ăn được nhiều lắm rồi đấy. Rồi, chú Hoàng xong bát rồi, tạm nghỉ đúng không? Thời gian còn nhiều, nếu mà tí nữa mà ăn được nữa thì lại ăn tiếp. Đấy. Các bạn ạ. Thời bát của chú Hoàng quá. Thời gian vẫn còn nhiều mà. Thời gian còn khoảng hơn 4 phút nữa các bạn ạ. Ông Hạc vẫn tiếp tục được nhá, yêu cũng thế các bạn. Rồi. Nhưng mà chú Hoàng này ăn nhanh. Ăn nhanh thì lại được nghỉ trước các bạn. Ông Hạc thì chạy đua đường dài. Yêu cũng hết bún rồi. Hết bún này chuyển sang phở thôi. Không thích ăn phở lắm. Không thích cũng phải chịu. Ăn phở ngã. No rồi. Nhét không vào rồi. Bị con kén cắn. Rồi thoải mái đi. À, còn 16. Bây giờ mới đây các bạn. Mới có 16 phút 39 này. Gần 10 vài phút rồi. Ai mà căng quá rồi thì có thể dừng nhá. Cái này mình không bắt buộc là phải ăn hết trong vòng 20 phút các bạn. Nói chung là mình sẽ tính số lượng bát của người nào ăn được nhiều hơn thì người đó là người chiến thắng các bạn nhá. Đấy. Thôi mình nghỉ thôi. Thì vẫn ngồi đây thôi để lại tính được số lượng bát đấy các bạn. Nói chung là không ăn được. Con nhìn. Ừ, 18 phút các bạn ạ. 18 phút thì còn 2 phút nữa thôi. Và ông Hạc với yêu vẫn đang ăn được nha các bạn nha. Chú Hoàng thì lấy nhanh thắng nhanh các bạn ạ. Không được mà ăn no không. Ồ, gần 100 bát mà gần hết rồi đấy các bạn ạ. Còn có 7 bát nữa thôi. À, 8 bát, 7 bát, đúng 7 bát rồi các bạn ạ. Đúng 7 bát nữa thôi. Là hết rồi đấy. 10 bát này xa. Chú Hoàng giúp ai chuyển di chuyển mấy bát này ra gần này yêu với ông Hạc nào. Đấy. Xin mời. Không có thời gian rồi. Vẫn còn hơn 1 phút nữa. 19 phút. 19 phút rồi các bạn ạ. Rồi. 19 phút. Yêu với ông Hạc vẫn đang tiếp tục mời nha.
Thời gian qua chậm đấy nhỉ. Không kịp rồi. 19 phút 36 giây. Không kịp rồi bạn ạ. Không kịp rồi. Không kịp rồi. No. Hết chưa? Hết giây chưa? 48. 48 giây. Rồi, hết thời gian nhá. Yêu vẫn kịp hết một van đúng không? Rồi các bạn nhá, vậy là bây giờ mình sẽ bắt đầu đếm số lượng bát các bạn. Thời gian là 20 phút thì đã xong rồi các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ đếm bên chú Hoàng ra các bạn nhá. Rồi, đây, chú Hoàng. Đếm nào. Mỗi chồng 5 bát. 5 bát. Mỗi chồng 5 bát. Vậy là chú Hoàng là hết 25 bát đúng không? 25 bát các bạn ạ. Chú Hoàng được 25 bát mọi người nhá. Bên này là của bên ông Hạc này. Rồi. Đếm đi ông, của ông được bao nhiêu bát nào? Rồi, 5 bát đúng không? 5 là 10. 15. 5. Hai mươi à? 25 bát. Rồi, vậy là chú Hoàng còn nghỉ trước các bạn. Chú Hoàng với ông Hạc là bằng nhau các bạn nha. Thế chú Hoàng bị nhì vì ăn nửa bát này nữa mà. Đâu? Đấy. Không, ăn nửa bát. Cái này chưa. Rồi, tao xem này. Của yêu nha mọi người nha. Yêu hết mấy bát nha. Yêu lên. Yêu nhiều hơn. 5. 5 bát này. 6 rồi đấy. 6 bát đấy. Cái này 6 bát. 2, 4, 5 10 15 20 25 Càng thế. 30 Rồi, giờ hết 30 bát. Các bạn ạ, thật sự không ngờ các bạn nha. Đấy, ông Hạc ăn chậm hơn thật các bạn ạ. Chú Hoàng ăn nhanh hơn, nghỉ trước. Còn là hòa ông Hạc các bạn ạ. Thế là cháu vẫn giữ vững được đinh cái gì nhỉ? À, món phở. Không. Món phở vô lịch. Giữ vững được vô lịch của yêu. Món phở, món bún. Nói chung là bún là sở trường của yêu. Phở, bún phở các bạn nhá. Yêu là chuyên ăn bún các bạn. Đấy. Bún là yêu là sở trường các bạn nhá. Đấy. Hôm nay thì ông Hạc với chú Hoàng này chia nhau giải thưởng nhá. Đấy. Cái này giải thưởng thôi, chỉ có một thôi mà. Hai người thì ông lấy vét đi, ông nghỉ đi vì hơn này mà người ạ, hơn một tí cho công bằng. Rồi, cái này là chú Hoàng ăn một tí rồi đúng không? Ăn một tí thôi mà. Vậy thì chú Hoàng được giải nhì các bạn nha, bởi vì cái này chú Hoàng cũng được ăn một tí rồi. Rồi. Đấy. Thì vẫn đợi thế các bạn, ăn trước mà nghỉ trước mà vẫn được giải nhì các bạn nha. Giải nhì thuộc về chú Hoàng đó là trị giá là 2 triệu các bạn. Thì ông Hạc được 1 triệu đúng không? Như mình nói khuyến khích các bạn nha. Thì trận chiến hôm nay là quá sức được các bạn ạ. Thật sự gần 100 bát phở mà hôm nay thừa có xem nào, 5 bát thôi các bạn nha. Đây gần 5 bát. Cái này là chú Hoàng ăn hết gần nửa rồi đấy. Đấy, gần còn thừa có hơn 4 bát một tí rồi các bạn. Rồi, quá tuyệt vời. Vậy là người giải nhất của ngày hôm nay chính là người vô địch, chính là yêu các bạn nha. Rồi, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Và giải thưởng là 5 triệu đồng này thuộc về yêu các bạn ạ. Tuyệt vời quá. Rồi, chúc mừng yêu nha. Thật sự không biết nói gì hơn các bạn. 20 phút mà yêu ăn được 30 bát. Bát này bát ăn cơm mọi người nha. Thật sự mọi người không tin, mọi người nói nếu mà nói bát này dễ ăn thì mọi người cứ cho bún phở vào bát như này ăn thử xem mọi người có ăn được 30 bát không nhá. Đấy, thật sự nó cũng tương đối căng đấy các bạn ạ. Rồi, nói chung là cuộc thi hôm nay thì cũng có người thắng người thua cho các bạn. Thì ai mà yêu quý bọn mình thì cũng như thấy video hay thì đừng quên like và đăng ký kênh chia sẻ giúp bọn mình nhá. Thì nếu mà có bình luận gì, có ý kiến gì mọi người bình luận phía dưới video. Và nhớ chia sẻ giúp bọn mình nhá. Nhớ đăng ký kênh để bọn mình phát triển nhiều hơn các bạn nhá.
cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì video của bọn mình cũng xin tạm dừng tại đây các bạn ạ. Tiền thưởng thì sẽ trao sau nhé, chuyển khoản nhé. Chuyển khoản thôi mọi người ạ. Do chính sách YouTube nữa thì công khai tiền nong thì nó cũng có nên giới hạn mọi người nha. Thì không phải là mình không trao cho mọi người đâu. Đấy. Thì vấn đề trao tiền thì chính sách YouTube nó làm ngặt quá. Thì mọi người thông cảm cho mình nhé. Rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào mọi người nhé. Xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Và sau đây thì mình cũng xin phép mọi người là mình giới thiệu sản phẩm bên mình đang bán các bạn nhé. Hiện tại thì nhà mình đang bán thuốc tăng cân, gia truyền tâm an các bạn. Thuốc rất là tốt luôn. Thuốc này dành cho những người gầy, mệt mỏi, suy dinh dưỡng, kém ăn, kém ngủ các bạn nha. Người ăn mái mà không đớn các bạn, lúc nào cũng gầy gò ốm yếu thôi. Đảm bảo mọi người uống một lọ này thôi thì các bạn sẽ tăng từ 4 đến 5 cân các bạn. Thuốc này giúp mọi người ăn ngon này, ngủ ngon. Đặc biệt là ăn cái gì cũng ngon thôi các bạn ạ. Xong là chỉ muốn ngủ đấy. Đấy. Nói chung là giúp mình ngủ ngon hơn ấy, ngủ sâu giấc hơn. Đấy. Thì mình mới tăng cân đấy các bạn. Mình sẽ tăng cân vù vù luôn các bạn nha. Đấy. Thuốc này là thuốc rất là lành tính nhá. Toàn là thuốc những làm từ mật ong này, mật mía, tam thất, hồng sâm, hạt sen, đinh lăng, cỏ mật và lề và kim anh tử, toàn là thuốc cổ đấy các bạn. Đấy, nên nó không hề có tác dụng phụ luôn, các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy, lọ này mình đang bán 200 nhá mọi người nhá. Ngoài ra thì mình bán thuốc tăng cân thì mình đang có chẩm chéo này với ớt ngâm. Đây lồng giá 50k một lọ nhá. Mua từ 5 lọ là 250 miễn ship. Mọi người mua hàng gì thì liên hệ mình nhé các bạn nhá. Đây, các mặt hàng của mình. Rồi, bây giờ thì cảm ơn các bạn nhá. Nếu mà mọi người thấy video hay thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình các bạn nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.